Xin quý tử Ngọc Lan được chồng tặng xế hộp 2 tỷ, dịp Lâm Anh nhận thưởng nóng gấp đôi. Thấu hiểu nỗi vất vả khi mang thai sinh con của vợ, ông xã Ngọc Lan dịp Lâm Anh chi bụng tiền mua xế hộp tặng quà động viên. Đầu năm 2017, sau khi Ngọc Lan sinh con đầu lòng tại Mỹ không lâu, diễn viên Thanh Bình, ông xã của Kiều Nữ không tiếc tay, móc hầu bao mua tặng vợ chiếc xe hơi trị giá hàng tỷ đồng. Với Thanh Bình, đây là món quà đặc biệt mà anh muốn dành cho bà xã xinh đẹp sau khoảng thời gian mang nặng nẻ đau. Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng cũng đưa em về. Quà cho mẹ đẻ giỏi, quà cho em ngoan ngoãn, quà cho ba giảm được 2.000 gram mỡ, nam tài tử viết. Trong lễ nhận xe, vợ chồng Ngọc Lan đón cả phụ huynh và thiên thần nhỏ lô yêu đến chung vui. Siêu xe của người đẹp có giá khoảng 2,2 tỷ đồng. Chưa dừng lại ở đó, vào dịp sinh nhật Ngọc Lan, Thanh Bình tiếp tục mua tặng vợ chiếc xế hộp màu cam trị giá 1,6 tỷ đồng. Ngọc Lan không giấu được niềm vui và sự phấn khích khi nhận món quà đắt tiền từ chồng. Nữ diễn viên không nói nên lời khi biết Thanh Bình đã âm thầm chuẩn bị món quà đặc biệt tặng mình đúng ngày sinh nhật. Thanh Bình cho biết anh muốn dành món quà này để cảm ơn người bạn đời của mình. Mới đây ân hoàng phúc khiến nhiều người ghen tị khi mua tặng vợ bầu một chiếc xe hơi hạng sang ngay trước thời gian cô lâm bồn. Tại lễ bàn giao xe hơi, nam ca sĩ chia sẻ tặng món quà này để bà xã có phương tiện di chuyển an toàn trong khoảng thời gian mang thai em bé thứ ba. Anh chàng còn giao hẹn nếu vợ yêu sinh thêm con thì sẽ được tặng thêm nhà, thêm xe, không vấn đề gì cả. Người mẫu Kim Cương cười tươi rói bên món quà trị giá gần 2 tỷ đồng của ông xã. Hiện tại, chân dài đang mang thai ở tháng thứ tư và hai vợ chồng vẫn chưa biết giới tính của bé. Thời điểm sắp sinh con gái đầu lòng, dịp Lâm Anh cũng từng vỡ òa hạnh phúc khi được chồng tặng siêu xe cực xa hoa và lộng lẫy, có giá lên tới hàng tỷ đồng. Ông xã của nữ ca sĩ bỏ ra khoảng 5 tỷ đồng để đưa về chiếc xế hộp sang trọng tặng cô trước ngày sinh nở. Chiếc xe được cẩn thận treo dòng chữ chào mừng heo con vì em bé của hai vợ chồng dịp Lâm Anh được sinh vào năm heo vàng. Sau khi kết hôn với ông xã đại gia hơn 12 tuổi, Lã Thanh Huyền trở thành một người vợ được cưng chiều hết mực khi mang thai quý tử đầu lòng được 7 tháng. Cô được chồng thưởng nóng chiếc xế hộp Mercedes có giá khoảng 4 tỷ đồng. Từ lúc biết vợ bầu, ông xã Lã Thanh Huyền đã âm thầm chuẩn bị món quà lớn này để vợ vui lòng. Hiện tại, Lã Thanh Huyền thường xuyên xuất hiện với chiếc xe sang chảnh này, cô tự lái xe đi sự kiện hoặc mua sắm.